Đây mọi người thấy không, cái dây cương này nó kéo cả dây cương vào trong là không 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 kéo được ra ông ơi. Đây đây, vào kéo thử thế nào để anh giữ được. Đây 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 đây, đây mọi người, đây đây, đây. Ôi này được luôn này, dính rồi nhé. Mọi người thấy không, đây này. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Và tối này thì đang đi đào giun đi câu ếch mọi người ạ. Đấy, bây giờ đang đào giun nhá. Kiểu ếch nó lỗ đi, nó có cái lỗ, nó có cái hang nó toàn chui vào trong thôi, không không bắt được. Cho nên là phải đào, à phải đào giun để đi câu nhá. Kia có một con này, tối bé này. Hai con cầm được. Hai con. Cái đâu nhỉ? Con. Đây đây đây. Chùa dưới đây này. Kìa, nhảy thế nào? Hai con này trống rồi. Đấy. Xong bây giờ đào ru này, bây giờ đi câu. Đấy còn ru. Xuyên vào cái cần câu. Câu anh nha. Cái hàng nó ở bên này. Hạt nó ở đây này. Đấy. Có cái hàng đi, có cái hàng đi nó ở trong này. Mà không bắt được. Cứ vàng cẩn tí là nó lại chui vào trong. Bây giờ bắt buộc là phải câu thôi mọi người ạ. Thấy con dùng vào đấy. Câu tí. Con này là nó thích lắm nha. Dù này là nó gặp là nó đất luôn ấy. Đấy thấy có to không? Khá to đấy. To. Cái cặp câu này chắc cứ đặt cám vào đây để cái sợi dây nó. Nhiều muối thế nhỉ. Xóa đèn này, muối nó bay vào nhiều thật đấy. Đang hơi ngần cần không? Chó này còn đi theo nữa. Đặt cái này vào là tí là bây giờ con này để đây, cái này để đây, bây giờ đi câu đi dưới xuống dưới ở đâu cái tượng dưới này lẩy lắm, phải cưỡi dép đi mọi người ạ. Tối rồi đến dưới mới quay tiếp nhá. Đây đang đi đường tối lắm không thấy gì. Đấy. Ở bên này này, bên thằng em đang đi cái hàng nó ở bên đấy, bây giờ đang đi lại đặt cái câu vào tiếp mọi người ạ. Đặt cái cầm câu vào, lấy con dù là ấy vào, xong là đặt cái cầm câu vào. Nó có ra không? Để ăn nước rồi. Đây là trong cái đám ruộng. Ồ, cái này cũng đào đào à? Đào không được à? Sống quá nhỉ? Ồ, có anh trong kia kìa. Đấy, nhưng mà bờ ruộng không lắm đào. Có anh thì trong kia mà. Trắng trắng ở trong ấy. Nhưng mà không, không lấy được. Đây là cái bờ ruộng người ta ấy. Đào thì tí lại hỏng cái bờ ruộng người ta. Bây giờ là con thứ hai nhá. Câu còn thứ hai nhá. Có ai hay đi câu ếch kiểu này không? Mọi người thấy ai đi câu ếch kiểu này bao giờ chưa? Hôm nay thì cái gì may quá. Kiểu này tí nó vào luôn ấy. Bên kia thì bên suối bên kia cũng có mấy cái hang ấy, nhưng mà không biết là có ếch không. Cho nó thân tí xuống. Vừa tầm. Thì nó già nó thề nó đập luôn. Nó thấy con giun cứ lơ lửng lửng treo lơ lửng thế này nó đập luôn. Ôi bây giờ ra chỗ nào để nó không thấy cái đèn mình sáng đấy nhá. Đi soi quanh quanh xem thấy con nào không. Nếu đi soi có thấy con nào không? Có thấy nhưng nó không mắt. Khổ đó. Cái con trên chắc bây giờ nó chưa chưa ra đâu nhỉ.
Bây giờ đang đi soi xem có thấy con nào ở đâu không. Ôi. Bây giờ mình mà đang quay thế này, cái điện thoại thì cũng bật cái đèn này phay nó, mà mình cũng đang soi đèn thế này chắc là anh thấy anh nó chạy luôn. Bây giờ mình tạm thời tắt điện thoại với đèn tí đã nhá. Thấy anh thì mình há quay sau nhá. Mọi người nhớ theo dõi tí mình câu xem cái cục được cái kẹt nó là được có anh nó như thế nào nhá. Chưa thấy anh mọi người ạ. Chưa thấy anh mọi người thì dính bùn hết rồi. Giờ đang rửa chân ở cái vòi nước người ta bác về làm ruộng. Mấy cái đám trời này không có nước chắc là không có anh rồi. Bây giờ chắc chuẩn bị lên xem trên kia xem nó vào chưa. Ấy, con chó nó thấy anh hay sao mọi người ạ? Con chó này nó mình đi đâu nó cũng theo nhá. Tối thì đi nó vẫn theo mọi người ạ. Đây mới là chó sang san ăn này. Thấy gì đây? Thì anh thằng này rán đi. Con này san rán cũng khá ghê nhá. Chả biết nó thấy gì nó cứ ngửi người nó cứ. Thấy nhỉ? Chắc là anh thôi. Ấy mọi người ạ. Bây giờ thì quay lại tham cái cần câu mà nó đạc kia xem bây giờ anh nó vào chưa nhá. Chắc là vào rồi. Nên đặt cái câu đấy xong là bay đấy xong là mình đi về được rồi. Gần một tiếng đồng hồ bây giờ quay lại xem. Ui vào thế vào rồi mọi người ạ. Thế vào nhá. Nhưng mà hơi tối quá. Ôi đâu rồi nhỉ? À đây mọi người thấy không, cái dây cương này nó kéo cả dây cương vào trong mà không kéo được ra ông ơi. Ờ đây này, vào kéo thử thế nào tí nó đấy đứt đi hay phải đào một tí thêm một tí nhỉ để anh giữ được đi. Đấy mọi người ra rồi đây. Ôi được luôn này, dính rồi nhé. Mọi người thấy không, đây này. Ăn ngay mà. Bây giờ đi xem cái con dưới này. Cầm được. Câu được rồi, nó vẫn còn quậy. Ác lắm rồi, nó còn nhạy ác lắm rồi. Mà đi xem cái chỗ dưới nhá. Không biết là cái cây bên này thì có vào không? Được có thấy vào không đi? Chưa vào. Vậy nó không ra ăn hay sao nhỉ? Lại không vào. Không ra. Ờ. Hay là nên đặt cao quá nhỉ? Chắc là để cao quá hay sao ấy. Ơ, cái con này sao nó không ra ta? Nó còn trong. Nó vẫn ở trong mà. Không, cái này chắc là mình phải quang cái con giun vào trong thôi. Nhỉ? Thì thế này mới được. Bây giờ nó cũng ăn. Để anh cầm được. Hay là để đẩy cái dây nó vào trong một tí. Chắc nó không ở xa quá sao ấy. Thế này cũng được, nó ra nó cũng ăn thôi. Nó thấy rồi. Chắc nó chưa dám ra. Bây giờ có đi bấy con bên kia không? Bấy con bên kia nhỉ? Ờ. Con kia to đấy. Ờ. Bây giờ tiếp tục đi bấy con bên kia mọi người nên thấy kia có một cái hàng cũng có một con to phết ấy. Nó nào mà thấp thỏm trong ấy. Đấy mọi người ạ. Thấy không? Nó dính câu là nó thế này luôn. Bây giờ treo lơ lửng luôn này. Treo lơ lửng luôn. Dính câu rồi. Kiểu ếch này xoay nhiều nó khôn lắm rồi. Nó toàn ui giời, nó còn nhạy. Nó toàn nát vào trong hang ấy, không bắt được. Con này bỏ vào đâu nhỉ? Con này để cho nó nhỉ. Để anh cầm được. Ôi. Bây giờ bấy tiếp một con khá to. Bây giờ bấy tiếp một con đấy mọi người ạ.
nhiều muối lắm rồi. Con này khá to nhá mọi người, cũng hơn 2 ngón đấy. To chưa mọi người ạ? Bây giờ thì khả năng là cũng muộn muộn thì bẫy xong cái con này thì chắc là mình tạm dừng video nhé, để sáng mai thì mới ra tham thôi. Sáng mai là ra tham tình hình nó như thế nào thì mình mới quay cho mọi người xem sau nhé. Còn cái tầm này thì chắc là mình quay đến đây thôi. Bây giờ thì được 1 con rồi, sáng mai ra thì được nốt 2 con này thì cũng đủ một bữa sáng rồi mọi người. Và vậy là mình xin tạm dừng video nhá. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhá.